Rồi chào mừng anh em nha. Thì hôm nay mình quay lại với cái vườn mít ở ở Lâm Đồng nha anh em. Thì để chăm sóc mít như thế nào để phát triển nhanh và cây của mình được lớn nhanh nha anh em. Thì anh em thấy đây là vùng mít ở Lâm Đồng, đất này cũng khá là tốt nha anh em. Thì cây mít cũng khá phát triển, rất là phát triển luôn. Thì ở đây đi phân thuốc nè, hợp lý nè, lá nè, không bị ảnh hưởng nè. Nhưng mà giờ phát triển thì anh em thấy không, bộ gốc nó lớn cực kỳ lớn luôn nè anh em. Dùng mít bạc ngàn luôn anh em, trồng theo hình thức là trồng đồi nha anh em. Ở đây là trồng đồi thì chắc lẽ là một số anh em ở vùng ngoài này cũng khá là rành rồi, nhưng mà ở miền Tây của mình thì không có. Tại miền Tây của mình trồng theo hình thức là trồng đất ruộng. Ở đây thì bà con nông dân mình trồng là trồng nguyên một cái đồi luôn anh em, thấy em đồi đó, đồi rồi đồi vậy đó, là trồng nguyên một cái đồi luôn à. Mít nè, nó cao hơn 5 lùng nữa nè anh em, cao quá. Đợt này lên phát triển ngon lành luôn. Về cây mít như thế này á thì chẳng như rồi mình cũng có chỉ bà chị là bấm đọt để cho cái cây nó đôn lại, cho nó phát triển mạnh lên cái gốc lên. Đó, thì đợt này lên phát triển cái gốc thấy khá là ngý luôn anh em, đẹp luôn á. Vườn mít nè, đẹp không anh em, thấy vùng đất ở Lâm Đồng này trồng cây rất là tốt anh em, cây phát triển ngon lành luôn, cái gốc lớn rồi nè, mới đây mà nó chuẩn bị nó đẻ nè, ra bông rồi nè, chuẩn bị nó đẻ rồi đó. Thì anh em cứ thắc mắc thì cứ việc liên hệ vào số điện thoại của mình sẽ tư vấn cho anh em về cái cách mà bón phân, về cái cách mà chăm sóc mít như thế nào để cho nó nhanh phát triển anh em. Anh em thấy đây, cái vùng ở ngoài, vùng ngoài của mình, đặc biệt là vùng của thằng Bình Dương, Bình Phước gì đó, dạt gì ngoài đây, thì anh em phải xẻ cái rãnh như thế này để cho nó thoát nước xuống dưới đây. Thứ hai nữa, nó hạn chế được cái vấn đề sơ đen của mình nha anh em. Đó, anh em phải xẻ cái mương rãnh như thế này đây. Thì cái mít cái độ phát triển anh em thấy nè, lá nó xanh lè luôn nè, bự nè, nó bóng lưỡng luôn không. Nguyên cái vườn mít là anh em thấy rất là hài lòng luôn anh em. Có chen vô sầu riêng nữa nè, sầu riêng thì đang đâm đọt ra. Ồ, cây phát triển ngon lành luôn. Cứ điện vào số điện thoại hotline của Nam Lùng, Nam Lùng sẽ tư vấn cho anh em về cái cách mà bón phân, về cái cách mà chăm sóc cây như thế nào để cho nó phát triển nhanh. Thì anh em cứ điện nhà mình. Đẹp không? Đẹp anh em. Cây nào cây nấy nè, gốc nào cũng nấy bự nè anh em. Bự banh kia nè. Mới có mấy tháng thôi chứ đâu có nhiều đâu. Mà chẳng vừa rồi á, mình cũng có chia sẻ với anh em gì nè. Chặn vừa rồi cái vùng đất ở Lâm Đồng này nè, nó bị một cái cơn bão. Đó là cái cơn bão mà anh em cũng biết rồi đó, cái cơn bão của kỷ lục luôn, là nó ngập, nó ngập khỏi đầu mình luôn anh em, nó ngập luôn. Nhưng mà cây mít mình nó vẫn sống sót luôn, vẫn sống bình thường không sao hết. Ở đây chặn vừa rồi thì cũng chịu một cái cơn bão khá là nặng. Ủa, vùng mít anh em thấy không, trồng nguyên một cái đầu vậy đó, cắt tỉa. Chẳng vừa rồi mình lên mình chỉ chị cắt tỉa, chị cắt tỉa cũng khá là ok luôn nè anh em. Cách cái mắt ghép lên nè khoảng 2 gang nè, cách cái mắt ghép lên khoảng 2 gang, cắt tỉa ba cái nhánh ở dưới bỏ cho thông thoáng, lá xum xê luôn nè. Xanh, lá xanh kiểu này là cây nó phát triển cực kỳ nhanh nha anh em. Sử dụng cái gì thì vừa rồi á, thì cho chị Tứ cái thằng ca cu kẽm da băng đó, của đơn vị phân phối là cửa hàng vật tư nông nghiệp Thiên Nông 689 ở trường Xuân, thành phố Cần Thơ, anh em thấy không.
Này là đi lên tới trên của bên công ty Quả Cầu Lửa. À, bao bì này nhãn mác là anh em thấy không? Ca cu kẽm nè. Xài rất là hiệu quả nha anh em. Chị phun cho cây mít đó. Ngoài ra thì hình như là có phun những cái dòng như chẳng hạn là bio 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 mít nữa anh em. Thằng này là chất hữu cơ, rồi chất hữu cơ, chủ yếu là chất hữu cơ nhiều nha anh em nè. Xài rất là ok luôn nè anh em, của bên cửa hàng vật tư nông nghiệp Thiên Nông 689. Xài nói chung là hiệu quả trên cây mít thì khỏi chê luôn anh em ơi. Thì cả đống thuốc đây nè, mình chỉ một số dòng cho anh em coi thôi. Xịt trên cây mít thì anh em thấy đó, cái lá nó bự như thế đó đó, lá nó bự nè, rồi đọt thì nó phúng ra nè, nó đẹp nè, búp đọt nè, anh em thấy búp đọt không? Búp đọt như thế này nè, cây mình mới phát triển nè, lá thì nó bự này nè, bề bản bự nè, cây mình mới phát triển nè, đó, lá bự xanh lè luôn nè anh em, ngon lành không? Phân thuốc thì anh em cứ việc liên hệ vào số điện thoại của mình sẽ tư vấn cho anh em xài thuốc nào cho đúng giai đoạn đó, để nhiều khi anh em không biết anh em cứ xài thì nó cũng không hiệu quả trên cái cây của mình nha anh em. Anh em thấy bề bản của lá bích này bự nè, quá tờ, búp đọt nó ngon lành luôn nè, cây nó lớn nữa, xài ok nguyên cái vùng mít anh em thấy đó. Xài bên phân thuốc của mình thì anh em cứ yên tâm về cái phần chất lượng, về cái độ phát triển của cái cây, ngon lành nha anh em. Im không? Thì mình chia sẻ một số điều thì anh em thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ Nam Lùng, để Nam Lùng có động lực để ra nhiều cái video hữu ích hơn về cái cây mít của mình nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Chào tạm biệt anh em. Đây, anh em thấy không? Là vườn này là vườn quýt chặn vừa rồi mình phục hồi lại nè, ra cơ tược nè anh em thấy không? Đều bon luôn cả nhà ơi. À, cứ liên hệ với Nam Lùng, cứ con gà xì rượu là cây tốt như thế này đây anh em. À, cứ con gà xì rượu là mình làm cây là ra đọt ngon lành luôn nữa, thấy chưa? Cây này là quýt đường nha anh em. Quýt đường thì chẳng vừa rồi mình cũng có review về cái cây mà chưa sử dụng thuốc á, thì thời gian mà sử dụng thuốc rồi anh em thấy không, cơ đọt không, phúng ra đều bon luôn nè, đẹp quá, đẹp luôn nha anh em. Đây đây thì chen vô cây mít nha anh em, mít bữa nay phát triển khá là tốt luôn nè, coi như là cây nào cây nấy cũng ra đều bon đọt hết trơn anh em ơi. Cây nó ra đẹp quá. Đây là quýt đường anh em thấy đó. À, khi mà sử dụng phân thuốc đúng bài bản á, thì cái cây mình nó ra đọt nhìn rất là đẹp nha anh em. Anh em thấy đó nè, hầu như là 100 cây là ra đọt hết 100 cây, ra đọt đều bon luôn, à, ra đọt đẹp luôn, dài luôn, một đọt nó cầm khoảng từ 2 tấc mấy 3 tấc. Thì giai đoạn nhỏ này mình tạo cho nó một cái khung nè, để cho nó phát triển đều, sau này mình làm trái thì trái mình mới được năng suất nha anh em. Đẹp không, mê ly không? Còn đây là cây mít, cây mít thì phát triển rất là ok luôn nè, ngon lành luôn. Còn cây bưởi thì khỏi chê luôn nghe nè. Đây là tỷ lệ mật độ lá còn còn không đáng kể, còn vườn ở bên bển.
thôi khỏi nhắn luôn, cứ nhắc nhở anh cho nó chuyện bự anh á. Được bón luôn nè anh em. Mít sen với bưởi với cây quýt. Ủa anh em thấy đẹp không? Mê ly không? Mít thì cây nào cây nấy nè. Đẹp. Đây là vùng đất ở Lâm Đồng anh em. Thì lần trước mình cũng đã có review cho anh em rồi đó. Thì mình đã có quay một cái đoạn clip trước khi xử lý thuốc đó và sau xử lý thuốc là ngày hôm nay, thì cơ tược cây nó phát triển như thế này đây, nó đâm đọt ra nó phát triển gì đây, thứ hai nữa cây mít nó phát triển nè, lớn luôn nè, mặc dù là trời này rất là nắng rồi nghe anh em, vào mùa ở đây ngoài đây rồi nắng nắng chẳng nắng hét luôn á, nắng mà mệt luôn á. Đây đẹp ghê không, mê ly không. Đây là dùng Lâm Đồng trồng quýt thì rất là ngọt luôn anh em, rất là ngọt luôn. Như một cái cây như thế này thì anh em làm đọt để cho nó ra đọt như thế này thì cả một cái quá trình dưỡng được lá như thế này thì cả một quá trình luôn anh em, để dưỡng giữ lá như thế này để tạo cho nó một cái khung nè, thì sau này nó bự ra để anh em mình làm trái cho nó đạt cái năng suất cao đó. Nguyên dùng luôn, cây nào cây nấy cũng rất là đẹp luôn. Cái này anh em thấy nè, đọt nó ra nè, đọt nó ra nè, coi như là xâm xê luôn nè đó. Khi mà xài sử dụng phân thuốc đúng bài bản thì anh em mình khỏi phải lo về cái vấn đề về cái cây trồng của mình, nó sẽ phát triển rất là tốt. Đây đó, ngon lành luôn, thấy không, đọt nó ra đều bon luôn, xum xê. Đó anh em thấy đó, làm đúng kỹ thuật thì cây nó phát triển như thế này. Hãy gọi vào số điện thoại của Nam Lùng, Nam Lùng sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em về cái phần kỹ thuật, về cái cách mà chăm sóc cây trồng như thế nào nghe anh em. Rồi đây, rồi video mình kết thúc tại đây nghe anh em. Anh em nhớ thấy hay thì hãy đăng ký kênh và ủng hộ cái kênh của mình. Mọi thắc mắc thì anh em cứ việc liên hệ vào số điện thoại của Nam Lùng nha, phía trên màn hình đó anh em, mình sẽ tư vấn cho anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều.